I bought a new shaket bag. Do you like it? Oh, it's Charles and Keith. Sh shut up. Is that real? Shut up. Hi, welcome back. Clip này mình muốn giúp các bạn phát âm hàng hiệu tiếp nữa. Trước hết, mình muốn nhắc nhở các bạn cái này nha. Nhiều hàng hiệu nổi tiếng, cái gốc của nó là nước Ý hay là nước Pháp. Chủ yếu là mình muốn cho các bạn biết là người bản xứ nói tiếng Anh phát âm mấy cái hiệu này như sao thay. Ok, hàng hiệu đầu tiên này nhiều bạn phát âm nó là jacket không phải chặt cách hiệu này phát âm là Charles and Keith các bạn phải nhớ là người Mỹ phát âm AR này giống âm O lắm cho vậy đó làm như chữ party các bạn phát âm chữ cho làm như cho tiền cho tình yêu vậy đó cho mà phải chờ ra char sau đó các bạn phải có âm O hay là âm R xuống giọng nha Charles nhớ xì nữa Charles cái chữ này là chữ an cho nên cái âm xì nó bắt qua cái âm an luôn. Charles Chữ cuối là Keith. Các bạn lấy cái chữ khí trong cái chữ không khí gì đó. Khí cái xong rồi đừng có khép môi lại. Keith. Như thế Keith. Nhẹ. Keith. Charles and Keith. Ok, cái tiếp hiệu này, các bạn đừng phát cái này là Tory nha, không phải là Tory, nó là Tory, T, Tory, xuống giọng, Tory, chữ kế phát âm nó rất là dễ, mà nhiều bạn quên cái âm CH. Birch Các bạn nhớ chờ nha Birch Tory Birch Ok, hiệu này là Michael Kors Cái tên này nhìn nó hơi lạ lạ Mà phát âm nó rất là dễ Nó là Michael Cái âm đầu tiên các bạn tương tự nó na ná, ná Với cái chữ Mai gì đó làm như ngày Mai Mai Mà nín hơi lại Mike Nín hơi Mike Âm kế nó là cổ Làm như con gà cổ vậy đó Michael Michael Cái họ là Kors Các bạn nhớ khác nha K core không phải là co nó là k course như gì Michael course Ok, cái hiệu này nhiều người bản xíu cũng bị bó tay luôn. Các bạn nhìn nó, các bạn nghĩ có thể phát âm là Givenchy hay là na ná như vậy. Thật ra nó phát âm là Givenchy. Cái âm đầu tiên phát âm là G, nó có âm R trong đó. G. Cái âm thứ nhì nó là Von. Von. Cái xong rồi, She. Nhớ xuống giọng. She. Làm như He và lại She vậy đó. Sh. Chú môi lên. Shi Giovanni. Lý do mình biết phát âm cái hiệu này là tại vì mỗi lần mình mua cả ký vậy đó. Ok, cái hiệu này nhiều bạn nhìn vô sẽ thấy hết hồn luôn. Cái âm đầu tiên là sao, làm như mà tại sao hay là ngôi sao vậy đó. Sao, cái xong này và sao và tor. chữ t, đừng có to nha, Tor. xong này re, Salvatore xuống giọng re Salvatore cái âm đầu tiên của cái họ là phe làm như bắt phe vậy đó phe Ferragamo mồ như xuống giọng nha làm như thấy mồ vậy đó Ferragamo Salvatore Ferragamo đa số người bạn xứ pha âm nói là Ferragamo thầy người ý phát âm là Salvatore Ferragamo Ok, cái tiếp hiệu này là Yves Rocher Các bạn phát âm cái chữ đầu tiên là Y e, Cái xong rồi cái miệng của các bạn phát âm V Yves, cái xong xì nó Yves Cái họ nó là Ro, làm như con cá rô vậy đó Ro, cái xong rồi Shay Rocher, cái âm sh làm như chữ sh vậy đó Rocher Tại sao pháp nó là Rocher Không phải pháp nó là Rocher Tại vì người Pháp rắc rối vậy đó Yves Rocher Một cái hiểu cái chữ Yves nữa là Yves Saint Laurent Chữ đầu tiên của cái này làm như cái hiệu trước vậy đó Yves Chữ kế tiếng Anh pháp âm cái chữ này là Saint Mà thực sự phải theo người Pháp phát âm là Saint Sang. Nó nà ná giống cái chữ xăng làm như đổ xăng vậy đó mà gọn lại sang. Yves sang. Chữ cuối phát âm nó là Laurent, nín hơi lại Laurent. Yves Saint Laurent, nhiều người Mỹ họ cũng ngại phát âm cái chữ này, họ gọi nó là YSL, YSL hay là Yves, vậy thôi, Yves. Ok, cái tiếp hiệu dài nổi tiếng này là Christian Louboutin. Cái chữ đầu tiên các bạn nhớ kẹt nó, K, Chris, cái sau mình Christian. Cái tiếp là Louboutin, Louboutin. Nhìn cái chữ cuối các bạn nghĩ phát âm nó là lubotin, Thật sự nó là lubotan. Christian lubotan. Ok, kế tiếp là p a -J. Cái âm cuối các bạn phát âm nó là J Âm J nhẹ thôi J J p a -J. p a -J. Hiệu này người Mỹ phát âm nó là Estee Cái chữ đầu tiên là este, Các bạn đừng có quên xì nha Không phải là este, Nó là Estee Estelader Hiểu này là supreme. Các bạn phát âm cái chữ su làm như đồng su vậy đó Su, cái xong rồi nín hơi lại Su, su, cái xong rồi Perim, âm y Peri, prim Mình nhấn cái âm thứ nhì nha Supreme Còn cái hiệu này rất rề ha Balenciaga Cái âm đầu tiên đó là ba, gọn thay Ba, cái xong rồi len Balen, balenci Ác, gà, làm như con gà vậy đó Gà, Balenciaga Cái âm quan trọng trong cái chữ này là cái âm ác Các bạn nhớ lên giọng nha Ác, cái sau này xuống giọng Gà Balenciaga Mark Jacobs Các bạn có nhớ không? Cái âm AR Người bận xíu phát âm nó là O Ma Cái nín hơi lại Mark Cái âm đầu tiên của chữ kế là cháy Cái sau này các bạn xuống giọng đó, Cặp Làm như cái cặp sách vậy đó Jacobs Cặp Nhớ xì Jacobs Mark Jacobs cái hiệu này một người bạn mình nói rằng là cái hiệu con gấu nè Moschino cái âm này là âm k cho nên người ta phát nó là Moschino cái chữ này mình nhấn cái âm thứ nhịn nha Moschino Ok, đồng hồ hiệu nổi tiếng này là Hublot mình có không phải là who nha, nó là who blow, cái âm t là âm câm, who blow, who blow, mình nhấn cái thứ nhì nha, who blow, ok, để mình tóm lại những cái tên này cho các bạn, Charles and Keith, Tory Birch, Michael Kors, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Eve Rocher. Yves Saint Laurent, Christian Louboutin, Piaget, Este Lauder, Balenciaga, Marc Jacobs, Moschino, Hublot. Okay, that's it, and I'll see you next time. <music>